giống là yếu tố hàng đầu để tạo sự thành công. Bây giờ mời các bạn cùng đến nước Úc để xem những người nông dân ở đây trồng quýt như thế nào. Giống quýt mà chúng tôi muốn nói đến là quýt Sumo, có nguồn gốc từ Nhật Bản. Những người nông dân ở đây cho biết quýt Sumo rất ngọt và hương vị thì tuyệt vời. Hơn 10 năm trước, một trong những người nông dân tại đây đã ăn được một trái quýt Sumo. Sau khi ăn, anh ta quyết định mang nó về trồng tại nước Úc. Như các bạn đã thấy, bây giờ ở đây toàn là quýt Sumo, người ta trồng với diện tích lớn để bán. Quýt Sumo có hình dạng độc đáo, hương vị tuyệt vời. Nó hội đủ yếu tố khác nhau để trở thành một loại nông sản có thương hiệu. Người tiêu dùng sẽ tò mò khi thấy hình dáng của chúng và họ sẽ tự hỏi liệu nó ăn ngon không, nó ăn như thế nào. Hy vọng một ngày nào đó không xa, tôi cũng được thưởng thức giống quýt tuyệt vời này để cảm nhận chân thật nhất về hương vị của một trong những loại trái cây ngon nhất tại Úc. Tiếp theo mời các bạn đến thăm và thưởng thức một loại trái cây khác cũng rất ngon được trồng tại nước Úc. Giống mụn kinh ma đắt này được anh nông dân Vincent Ganlo nghiên cứu và cho ra vào khoảng 6 năm trước. Đó là giống mận màu vàng đẹp, rất ngọt. Lần đầu anh ăn thử giống mận này, nó cực ngọt, giống như mật ong mà không có loại trái nào ngọt như vậy trước đây. Điểm nổi bật nhất ở giống mận kinh ma đắt là màu sắc và vị ngon của nó. Nếu đã nếm thì bạn không thể ngừng ăn được. Anh nông dân Vincent Ganlo cho biết, nhờ tích lũy kinh nghiệm trồng trọt từ gia đình, anh đã trồng được giống mận ngon tuyệt này. Bây giờ anh muốn truyền đạt lại cho những ai cần và anh cũng mong muốn mở rộng diện tích giống mận này ra xung quanh.